Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Hải đang có mặt tại quảng trường Đắk Nông mọi người ạ. Hôm nay là 30 Tết đấy mọi người. Hải đang lên trên này để xem chợ hội bắn pháo hoa mọi người ạ. Hải đi từ 7 giờ rồi mọi người ạ, đi từ 7 giờ rồi. Lúc này Hải có hỏi mấy người xung quanh đây, họ bảo là 9 giờ họ mới bắn pháo hoa mọi người ơi. Bây giờ Hải đi dạo một vòng quay cho mọi người cùng xem á. Tí nữa chờ đến 9 giờ bắt đầu là Hải quay tiếp cho mọi người xem họ bắn pháo hoa mọi người ha. Ok, bây giờ mọi người đi theo Hải ha. Bây giờ là 8:30 mọi người ạ. Còn mấy tiếng nữa là sang năm mới mọi người ạ. Tiện thể năm mới Hải chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc mọi người nhé. Lúc nãy Hải đường ấy mọi người đi đường có mấy chú công an giao thông cũng dẹp đường luôn mọi người ạ. Tại vì họ bắn pháo hoa đây ấy mọi người, cho nên là rất là nhiều người về để xem họ bắn pháo hoa mọi người. Về kẹt cả xe luôn mọi người ạ. Lúc nãy kẹt cả xe lần gần khoảng 30 phút đấy mọi người ạ. Đây, bây giờ Hải đang ở dưới bên quanh hồ Tây ấy mọi người, Tây Đắk Minh ấy. Đây, mấy người này đang ở đây đang chờ xem người ta bắn pháo hoa mọi người ạ. Đây, bây giờ Hải sẽ quay một vòng đi cho mọi người xem ha. Đây, rất là đông luôn mọi người ạ. Ok, bây giờ họ đã bắn rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ quay cho mày cũng xem ha. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Quá đẹp. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Mọi người đang xem được video của Hải thì hãy cho Hải xin một like và một lần đăng ký kênh để đón xem những video hấp dẫn tiếp theo mọi người ha. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Anh chị vui vui vui. Anh chị vui 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 vui. Đó phải như mà quá đẹp luôn mọi người ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quậy đi. Thank you.
đi coi bắn pháo cho lên.
Thank you.